shopgà.com nơi bán nick Free Fire Liên Quân giá cực rẻ, vòng quay may mắn nhận 3.000 kim cương, thử vận may nhận nick VIP và code súng vĩnh viễn, link shop dưới phần mô tả. Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với một chương trình hoàn toàn mới được phát sóng độc quyền trên kênh Shonen Action. Đó là chuyên mục giải đáp những thắc mắc của các bạn theo dõi kênh. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi gì muốn hỏi và cùng anh em thảo luận thì cứ thoải mái hỏi. Nếu các bạn có tâm hỏi, nếu mình biết thì mình sẵn sàng trả lời và cho các bạn lên video để mọi người cùng thảo luận nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với chương trình thảo luận Naruto tập 2 ngay nào. Câu hỏi đầu tiên. Cho em hỏi, theo anh thì Naruto hiện giờ có thể chiến thắng được Madara lúc giao chiến với Hashirama không ạ? Và theo anh, nếu sức mạnh của Naruto là 10 phần thì Sasuke là bao nhiêu và Hashirama là bao nhiêu? Theo mình nghĩ thì Naruto hiện giờ có đủ khả năng đánh bại Madara thời kỳ đang giao chiến với Hashirama. Madara lúc đó sở hữu Susanoo toàn chân thể nhưng chưa có chakra lục đạo nên mới chỉ có chân chứ chưa mọc cánh và bọc giáp như Susanoo của Sasuke khi lên lục đạo. Và lại lúc đó Madara có sử dụng cả Kurama để nghênh chiến với Hashirama thì mới gây ra một trận chiến kinh thiên động địa như vậy. Còn về Naruto, bây giờ Naruto có nguyên một con cửu vĩ ở trong người, trạng thái tiên nhân và khả năng sử dụng sức mạnh của lục đạo thì có thể có khả năng đánh bại được Madara. Nhưng hên xui vì bây giờ Naruto không còn như Naruto nữa mà trở thành Papa Boruto rồi. Vậy nên anh nghĩ cũng hên xui và do tác giả nữa, nếu Naruto không bị dìm thì sẽ chiến thắng được Madara. Nếu sức mạnh của Naruto là 10 phần thì theo anh sức mạnh của Sasuke sẽ được 8,5 đến 9 điểm trên 10. Vì Sasuke cũng mạnh không kém gì Naruto cả, vẫn nguyên sức mạnh lục đạo, con mắt Rinnegan và Sharingan biến hóa khôn lường. Mỗi tội làm dương quá cả đời vì không chịu cấy ghép cánh tay giả như Naruto. Hashirama thì anh vẫn đánh giá 10 trên 10 vì khả năng mục độn và tiên nhân thuật quá hoành tráng của Hashirama vẫn gây ra một ấn tượng quá tốt đối với anh. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ Sasuke và Hashirama được bao nhiêu điểm? Thì hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé. Câu hỏi thứ hai, anh cho em hỏi là tại sao Asura lại có thể sử dụng được mộc độn như Hashirama vậy? Đúng là hệ chakra của Asura không thể lên được mộc độn. Chakra của Asura hệ phong, mộc độn là huyết kế giới hạn của hai hệ thổ và thủy kết hợp với nhau. Nhưng trước đó lục đạo và những người đồng đội của anh đã liên kết chakra lại với nhau và truyền lại cho Asura, chắc chắn trong đó có hệ thủy và thổ, cộng với khả năng của lục đạo sẽ truyền chakra tiên thuật cho anh. Asura học tiên thuật mà, của cóc hẳn hoi. Từ đó anh tạo ra một mộc độn trông giống với thiên thủ Quan Âm. Đó không phải là sức mạnh của anh mà là sức mạnh đồng lòng của những người đồng đội với nhau. Câu hỏi thứ ba, cho em hỏi giữa địa bộc thiên tinh lúc Hagoromo và Hamura khi phong ấn Kaguya khác biệt gì so với những địa bộc thiên tinh của Nagato? Theo anh thì một nhân thuật là phong ấn, còn một nhân thuật là bình thường. Để tìm hiểu thêm, lục đạo địa bộc thiên tinh, đây là một phong ấn thuật mạnh mẽ có hình thức dựa trên Chibaku Tensei. Tuy nhiên cách thức thi triển lại rất khác. Để thi triển cần hợp nhất hai sức mạnh lục đạo dương và lục đạo âm bởi hai nhân vật sở hữu lục đạo hiến nhân thuật. Còn về Nagato, địa bộc thiên tinh có thể tạo ra một hoặc nhiều khối hắc cầu có trọng lực mạnh, có thể hút các vật thể trên bề mặt trái đất tạo thành một khối cầu khổng lồ và độc lập như một vệ tinh. Một nhân thuật phong ấn và một nhân thuật có một lực hút cực mạnh nên khác nhau đó em. Có khác nhau trên giấy tờ thì chỉ cần thêm chữ lục đạo vào thì nó sẽ trở thành thuật phong ấn. Câu hỏi thứ tư, mình có câu hỏi sao qua tới Boruto thì Sasuke yếu hẳn đi, nerf quá nerf. Vì Sasuke được thể hiện quá nhiều ở Naruto Shippuden qua thời đại mới cũng như tên phim là Boruto thế hệ mới, thì phim và tác giả nhường chỗ cho bọn trẻ con thế hệ mới thể hiện. Những nhân giả mới nhú thể hiện khả năng của mình, còn mấy ông già bá đạo như Sasuke và Naruto thì ít đất diễn hẳn đi, thì tương đương với việc quá yếu và phải nhờ đến sự trợ giúp từ các con của mình, giảm sức mạnh là phải thôi. Mạnh quá thì tên phim lại để thành Boruto, cuộc phiêu lưu của bố Boruto và bạn thân Sasuke mất. Câu hỏi thứ tư, Shisui với Madara ai mạnh hơn vậy ạ? Madara là một trong những shinobi tài giỏi nhất trong lịch sử, được công nhận là thành viên mạnh nhất của gia tộc Uchiha lúc sinh thời, là một thiên tài ngay từ nhỏ. Madara đã giết chết vài thành viên của Senju trước khi thức tỉnh được Sharingan, đều là những người lớn tuổi và dày dặn kinh nghiệm hơn mình. Còn Shisui, Shisui là một trong những ninja tài ba nhất của tộc Uchiha. Danzo thậm chí còn nói Shisui là một ninja mạnh nhất trong thời đại của mình. Anh liên cấp Jonin chỉ 4 năm sau khi trở thành ninja và rốt cuộc còn được lãnh đạo một đội riêng. Mỗi người đều có một sức mạnh và kỹ năng riêng biệt, đôi mắt Sharingan cũng rất đặc biệt nữa. Việc bạn hỏi ai mạnh hơn thì mình nghĩ nếu trả lời sẽ gây tranh cãi rất nhiều, nhưng theo ý kiến của mình thì Madara vẫn nhỉnh hơn và có thể mạnh hơn cả Shisui nhé. Câu hỏi thứ 5 và cũng là câu hỏi cuối cùng, Rasengan và Chidori thuật nào mạnh hơn nếu cả hai người dùng trình độ đều như nhau? Rasengan không yêu cầu người dùng tạo ấn chú mà chỉ cần khả năng điều khiển chakra của người đó. Khi đã hoàn thành, nó có thể tự tiếp tục chứ không có giới hạn như chiêu Chidori. Bản chất cô đặc và tốc độ chuyển động của chakra cho phép Rasengan nghiền nát bất cứ thứ gì nó chạm tới và gây tổn hại nặng nề. Còn về Chidori, Chidori yêu cầu người dùng phải dẫn một lượng chakra set rất lớn về bàn tay, nhiều đến nỗi chakra vô hình thông thường trở nên hiện hình trước mắt thường. Vì sự tập trung điện lực cao độ mà chiêu này tạo ra, nó phát ra âm thanh giống như của hàng ngàn con chim. Mình nghĩ rằng Rasengan mạnh hơn. Bạn có thể thấy ví dụ này cực kỳ cụ thể khi Naruto mới học được Rasengan và định lao vào solo với Chidori của Sasuke.
rồi sau đó Kakashi hất văng cả hai thằng trẻ trâu và hai thằng cắm đầu vào hai bình nước. Bình nước của Sasuke thì thủng ngay một lỗ ở phía trước, còn của Naruto thì không thủng, nhưng rách toạc một mảng rất to ở phía sau lưng. Và cảm ơn các bạn đã xem thảo luận Naruto tập 2. Các bạn có câu hỏi gì khúc mắc thì hãy bình luận ở phía dưới ngay video này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like, subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.